Nếu vào một ngày nọ bạn lỡ làm mất hoặc là hư điện thoại, hoặc là vì một chuyện xui rủi nào đó mà làm mất hết dữ liệu HFA trong máy, thì bây giờ phải làm sao để khôi phục lại? Cho nên là trong video này mình sẽ hướng dẫn cách backup dữ liệu HFA để phòng trường hợp này xảy ra nha. HFA hay còn gọi là Google Authenticator chắc chắn là rất quen thuộc đối với bạn nào mà muốn bảo mật tài khoản của mình. Ai mà vẫn chưa biết HFA là gì thì tìm hiểu ngay đi nhé. Mình thấy tình trạng các bạn làm mất điện thoại hoặc là mất key HFA xong rồi phải đi liên hệ từng sàn một để khôi phục lại HFA rất là mệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn hãy backup dữ liệu bằng cách bấm vào dấu ba chấm ở trên cùng, chọn Export Accounts. Sau đó các bạn bấm chữ Continue và các bạn nhập mật khẩu điện thoại của mình vào. Sau đó nó sẽ hiện ra cho các bạn danh sách những tài khoản HFA mà các bạn cần backup dữ liệu. Mọi người có thể chọn tất cả hoặc là chọn một số tài khoản thôi. Ở đây mình làm mẫu cho mọi người cho nên mình chọn một số tài khoản thôi ha. Các bạn bấm chữ Export và nó sẽ hiện ra một cái mã QR code. Chúng ta chụp màn hình lại và lưu một chỗ nào đó bảo mật, tuyệt đối không cho ai biết cái mã QR code này. Sau đó thì hệ thống sẽ hỏi các bạn là có muốn xóa những cái tài khoản vừa chọn ra khỏi cái thiết bị điện thoại này hay không. Nếu mà các bạn muốn xóa hết thì chúng ta bấm chữ Remove All Exported Account. Trong trường hợp mà các bạn chỉ muốn backup dữ liệu để phòng hờ sau này trường hợp mất điện thoại thôi á, mà các bạn vẫn đang lấy HFA trên cái điện thoại vẫn đang xài bình thường như thế này, thì chúng ta bấm chữ Keep All ha, tức là vừa sao lưu được dữ liệu mà vừa giữ lại cái HFA trong cái điện thoại đang xài này nó không có bị mất đi. Ok, thì các bạn thấy là mình vừa backup được cái mã QR code cho bốn cái tài khoản mà mình đã chọn, và bốn cái tài khoản này nó cũng vẫn đang nằm ở trong đây, nó không có bị xóa đi ha. Sau khi mà đã có mã QR code rồi thì mình thử lấy một cái điện thoại khác, mình bấm chữ Scan mã QR code để xem nó có backup được dữ liệu HFA của bốn cái tài khoản mình đã chọn không nha. Ok, và mọi người thấy thông báo hiện ra là đây chính là bốn cái tài khoản mà mình đã backup dữ liệu HFA trong cái điện thoại cũ. Vậy thì sau này khi mà mình mất điện thoại hoặc là mình mất HFA thì mình không còn lo nữa, bởi vì mình đã sao lưu dữ liệu rồi. Xem xong video này thì nhớ hãy backup ngay dữ liệu HFA của bạn nha, và tuyệt đối là không cho ai biết mã QR code của bạn nhé. Ok, nếu thấy video này hay thì đừng quên cho mình một tim và một follow nhé.